Thưa quý vị, tại cuộc làm việc với quận Long Biên vào sáng nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhận định về tiềm năng của địa phương này khi là một quận duy nhất ở bờ Bắc sông Hồng, có diện tích lớn và đây là lợi thế để phát triển. Dù vậy, hiện quận Long Biên cũng gặp khó trong phát triển đô thị, nên quận kiến nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch phân khu N10 để sớm giải quyết được các bất cập và tiếp tục phát triển đô thị quận Long Biên, đảm bảo theo định hướng quy hoạch chung của thủ đô. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, sông Đuống để khai thác hiệu quả quỹ đất vùng bãi, thống nhất với những hạn chế quận đã nêu. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ mong muốn trong thời gian tới, quận Long Biên cần có hướng phát triển kinh tế mạnh mẽ, rõ ràng hơn, cùng với phát triển đô thị phải quan tâm đến phát triển kinh tế đô thị. Lưu ý lấy mốc năm 2023, năm kỷ niệm 20 năm thành lập quận để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đô thị như dân số, đường giao thông, thoát nước đô thị. Thưa quý vị, 3 tháng sau khi về tới Depot, vào sáng nay đoàn tàu đầu tiên của tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội được đưa vào chạy thử. Đoàn tàu chạy quãng đường 5 km từ Depot Nhổn đến Ga S5, khu vực nhà hát quân đội, sau đó quay về đổ ở Ga S1 trước cổng Đại học Công nghiệp Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày hôm nay thì tuyến metro Nhổn Ga Hà Nội đã bắt đầu lăn bánh chạy thử trên đường ray từ ga S1 đến ga S5 với tất cả khoảng cách là 5 km và điểm ga S1 bắt đầu từ điểm Nhổn. Theo đại diện Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, đoàn tàu chạy thử khoảng 1 tiếng, tốc độ trung bình 10 km một giờ. Hiện lái tàu chạy thử vẫn do đối tác nước ngoài đảm nhận. Trong đợt sản xuất đầu tiên tại Pháp, có 4 đoàn tàu thuộc gói thầu 10 đoàn tàu tuyến metro Nhổn Ga Hà Nội. Tàu sử dụng vật liệu hợp kim nhôm theo tiêu chuẩn châu Âu. Mỗi đoàn tàu của tuyến metro số 3 Nhổn Ga Hà Nội có 4 khoang, tổng chiều dài trên 78 m và có thể chở được gần 950 khách mỗi chuyến, khai thác tốc độ thương mại khoảng 35 km một giờ và tốc độ thiết kế tối đa là 80 km một giờ. Vào 9 giờ sáng ngày mai, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội sẽ tổ chức cho người dân lên tham quan đoàn tàu và nhà ga S1 tại địa điểm Nhổn. Thưa quý vị, sáng nay Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh, thành phố cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng các kế hoạch công tác bầu cử cụ thể và chi tiết, tổ chức tốt các hội nghị tập huấn để cán bộ mặt trận nắm vững pháp luật bầu cử và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan trung ương, nhất là những nội dung trong công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử. Gần 50 phóng viên, kỹ thuật viên, nhà báo của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC sẽ tham gia đưa tin trực tiếp tại sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Các phóng viên, biên tập viên thường trú của VOV tại các quốc gia trên thế giới cũng đã sẵn sàng mọi phương án tác nghiệp để truyền tải những thông tin về sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này một cách nhanh nhất, chính xác nhất và có định hướng tới khán thính giả cả trong và ngoài nước. Bút thông tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC tại Trung tâm Báo chí, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Phương tiện, kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ cho việc đưa tin đã được lắp đặt sẵn sàng tín hiệu. Bên cạnh việc hoàn thiện trang thiết bị, theo ông Đồng Mạnh Hùng, trưởng ban thời sự VOV1, trước thời điểm chính thức diễn ra sự kiện Đại hội 13 của Đảng, các phóng viên, biên tập viên của Đài đã được tập huấn về nghiệp vụ tác nghiệp. Bên cạnh đó, tại sự kiện quan trọng này, Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng sẽ chịu trách nhiệm về việc cung cấp phần tiếng và cả phần hình ảnh cho các cơ quan thông tấn, báo chí. Trên thời điểm này thì mọi công việc chuẩn bị đưa tin và phản ánh những cái hoạt động của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, nói chung của kênh truyền hình của Đài Truyền hình VTC cũng như các đơn vị của chúng tôi đã hoàn tất 100% rồi. Đặc biệt thì tại Trung tâm Báo chí của Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 13 ấy, thì Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đã chịu trách nhiệm là cung cấp đường audio tiếng cũng như là những cái hình ảnh cho các bạn đồng nghiệp trong nước và trên thế giới. Thì cái này thì Đài cũng đã hoàn thành những cái bút âm thanh rồi cung cấp đường tiếng, đường hình cho các bạn cùng tác nghiệp. Và đặc biệt thì các phóng viên chúng tôi cũng đã rất là sẵn sàng để làm sao mà đưa những cái thông tin nóng hổi nhất, nhanh nhất và đặc biệt chính xác của có định hướng đến cho công chúng nói chung và công chúng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
để góp phần vào thành công của Đại hội Đảng. Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV cũng là đơn vị báo chí duy nhất của Việt Nam có đầy đủ các loại hình báo chí từ phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ấn phẩm, báo in. Bởi vậy, thông qua Đại hội Đảng lần này, VOV cũng mong muốn truyền tải tới khán thính giả thông điệp hình ảnh về một cơ quan báo chí đa phương tiện, hiện đại và cập nhật những xu hướng mới nhất của truyền thông quốc tế. VOV hiện nay thì có 4 loại hình báo chí. Và chúng ta đang làm trên đa nền tảng, đa phương tiện, đa loại hình và đa ngôn ngữ. Và thông điệp và tất cả những sản phẩm chúng ta cũng sẽ được phát trên 4 nền tảng như vậy. Và khi mà đã phát trên 4 cái nền tảng như vậy thì có nghĩa là thông tin chúng ta rất là nhanh và đặc biệt là có cái sự sáng tạo. Và nó cũng là thể hiện sự phát triển của nền báo chí nói chung trong nước cũng như là của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những cái thông tin của chúng ta cung cấp thì không chỉ cho công chúng trong nước, còn cho cả bạn bè và công chúng ở nước ngoài nữa. Vì vậy là những thông tin làm sao mà nó nóng nhất và nhanh nhất. Không chỉ trong thời gian diễn ra sự kiện, trước đó, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đã xây dựng nhiều bản tin, chuyên mục với nội dung đặc sắc để tuyên truyền về công tác chuẩn bị cho Đại hội 13 của Đảng. Từ việc lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân đóng góp cho các văn kiện của Đại hội Đảng, tuyên truyền cho Đại hội Đảng bộ các cấp, công tác lựa chọn giới thiệu nhân sự cho đến việc đảm bảo an ninh của lực lượng công an quân đội đã được VOV, VTC truyền tải mạnh mẽ qua các loại hình báo chí của Đài. Đến nay công việc cùng với các cơ quan báo chí của Đài Tiếng Nói Việt Nam như báo phát thanh, như báo điện tử thì Đài VTC cũng xác định là một cái lực lượng nòng cốt trong cái việc tuyên truyền Đại hội Đảng 13, trong đó là đảm nhiệm cái lĩnh vực về báo hình. Thế thì Đài cũng sẽ xác định luôn là cái mục tiêu quan trọng nhất là làm thế nào những cái hình ảnh, những cái thông tin từ Đại hội được đưa đến sớm nhất với Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đặc biệt trước, trong và sau khi sự kiện diễn ra, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đã đăng và sẽ liên tục lên sóng trực tiếp những bản tin nhanh, những tọa đàm bình luận về đại hội. VTC cũng sẽ lựa chọn khách mời là những chính khách, chuyên gia có sức ảnh hưởng tới công chúng, tới trường quay để bình luận, đánh giá, đưa ra góc nhìn về sự kiện đặc biệt quan trọng này. Giao diện thân thiện, trải nghiệm thông minh, hình ảnh lung linh, âm thanh lập thể, ba thường hay kể những trận bóng hay, mẹ thì nói ngay về phim truyện mới, ông bảo chuyển tới chuyên mục phát thanh, bà nói nhanh nhanh còn nghe đọc sách, phòng bên sát vách cách một bước chân, dì chú phân vân nhiều tin mới quá, bé thích khám phá thế giới tuổi thơ, sao thật bất ngờ, cái gì cũng thích, cả nhà giả dích tám chuyện game show, Navarino mang về hạnh phúc. Không chỉ mang đến một chiếc TV tuyệt hảo, mà chúng tôi còn chia sẻ thế giới nội dung hấp dẫn. TV thông minh VTC Now Rindo, TV giờ đây đã khác. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ 1900 3056.